nghĩa, tình nghĩa của con người. Hôm qua bà con đây đông, nghe anh ba về đây mừng quá trời. Mọi người định đặt một cái hồ tây làm cái nhà, nhưng mà Sơn thích lên trên đó cho nên là quyết định hôm qua coi đất để quyết định làm xây một cái gọi là cái gì đó, nhà sàn, mê rồi mà càng ngày càng mê thêm. Công việc ngày xưa thì cũng đâu vô lo cho cha mẹ, nó đầu óc nó bị tùm lum, không đủ tâm trí, bị rối bời. Nhưng bây giờ thì đó, lo trọn đạo cho mẹ mẹ rất thích trồng cây, nó trồng trọt ba cũng vậy, gia đình thì con gắn bó gì rồi. Anh đi hái mận, đi hái mận ha. Ở dưới phố thì nóng ha, hơn 30 độ, ở dưới đây thì là bây giờ có khoảng là 22 độ, 21 độ, rất là mát. Anh Thành Long hỏi. Thầy đây, học trò Thành Long ơi. Để mình định phát triển cái gì ở đây á? Du lịch sinh thái, trồng cây và sinh thái, và cây của mình đặc biệt là bảo đảm an toàn. À, em nói đi, em nói xem gì. Cây trái và tạo khu sinh thái rồi con người ra tham quan cho vui, chứ là mình trồng một những kiểu mà không thuốc trừ sâu, mình làm sạch, trồng sản sạch, organic. Và đây là vỗ của chúng tôi là để phát triển. À, anh ba thấy khế vậy anh ba? Thấy khế quá trời anh ba. Thành Long ơi, thầy đây. Ăn khế không? Đây nè. Cái nè đây. Đây, yên bùi nữa nè. Đó. Mai Trinh nè, con gái mà hay bình bực lắm. Nhiều lắm. Ai cũng quên mình. Nhiều lắm nha. Tí nữa về thành phố Hồ Chí Minh rồi, đang trên đường đi xe nè. Đây là bông mai. Đây là cái đường đi lên. Đây là cái hoa.
hoa này rất đẹp luôn. Mình mở ra chưa chưa có một cổ đông nào ha. Đẹp mấy. Xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Vui lắm, vui lắm. Thời gian đặt Phật Sơn là như vậy, trồng cây, nuôi cá, trồng cây ao, làm việc hết nguyên một ngày. Và thích như vậy đó, và khuyến khích cái sự năng suất lao động, cái sự lao động của bà con, nông dân, ngư dân, và công nhân. Khuyến khích sự lao động và giữ gìn sức khỏe thật là tốt để mà xây dựng quê hương mình thật đẹp. Quê hương mình đẹp lắm. Việt Nam mình là một quốc gia, một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về địa hình địa thế. Xung quanh là biển, cả nhà thấy đó, Ngọc Sơn đi khắp thế giới rồi. Xung quanh là biển, bị rừng vàng, biển vàng là đẹp, rất là đẹp tuyệt vời. Và con người Việt Nam mình tình cảm lắm, hơn 4.000 năm văn hiến mà. Không có gì. Con người Việt Nam mình tình cảm tuyệt vời lắm. Muốn có một sức khỏe gì. Đây đây chị, cái mận này nhỏ nhỏ mà ngọt lắm. Đó, đây mình trồng không có phân thuốc, không xịt tăng trưởng gì hết. Mày chỉ tưới thì chưa thôi. Hãy ăn luôn. Trái nó hơi nhỏ nhưng mà chất lượng. Cả nhà ăn không? Công công. Nằm miếng. Đưa đũa vàng đó. Mày quay đũa đưa ra mày. Đó. Đưa đũa vàng. Mận xanh là mận tơi gì đó. Ăn miếng ngon, ngọt quá. Mận tâm hoa. Mận tâm hoa rất là ngọt luôn. Voi đi đâu bây giờ ai cũng chưa ốm hết trơn. Trời, cũng đặt rất ngon. Ngon nhất cải. Không ổn vì thấy hết rồi cho nên là hộp vô khách tham quan thấy trái cây quá trời. Hỏi cái mận rồi. Hello Nhi em chơi. Hôm nào lên đi. Hả? Mấy khi đang chào anh rồi. À, thơm quá. Quên. Mình nhai xong rồi con. Từ Sơn ơi, lên đi chơi nha, Từ Sơn ơi. Mát lắm, mát mẻ quanh năm, không có lũ lụt nha. Không có gì có, đây là vùng vùng thiền rất là cao. Cao lên cái mặt đường đây, đây. Hay lắm, thiên đường hạ giới đó. Thiên đường hạ giới đó, ngay Việt Nam mình đó. Không đâu xa. Có mẫu nuôi gà, nuôi heo, chăn nuôi gia súc. Mình yêu mấy con vật lắm, thương lắm như cá, trồng cây. Hai cả nhà dỗ yêu. Thương lắm đại gia đình mình ơi, thương lắm nha. Ngọc Sơn biết là mình là Ngọc Sơn ngày nào. Ngọc Sơn tấm thân nhỏ bé của đại gia đình. Hay mình xuống dưới đường không ta? Xuống đường luôn hả? Relaxio. Đó có sự yên lành lắm. Voi Coco. Mai mình đi đâu quy? Mai mình bay đi. Nghệ An trong trái tim tôi. À, bài hát Nghệ An trong trái tim tôi. Ngọc Sơn xin hát tặng nha.